Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 77 km đi theo đường quốc lộ 63, cách thành phố Cần Thơ khoảng 95 km đi theo đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau đang được xây dựng. Hành trình từ Vĩnh Thuận đến thành phố Cần Thơ, nếu đi bằng con đường tỉnh lộ hay quốc lộ thì phải đi đường vòng khá xa. Hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, đường quốc lộ 63 nhỏ hẹp. Bây giờ đang xây dựng đường cao tốc về đến huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang sẽ giúp địa phương kết nối thông suốt đi tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ. Video hôm nay tôi cập nhật hình ảnh nhà thầu đang xây dựng cây cầu Phó Sinh cạnh đền thuộc đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau nằm trên địa phận huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang. Đây là đường cao tốc được xây dựng hoàn chỉnh, vì thế nền đường không có giai đoạn chờ lún. Nhìn từ bản đồ tuyến đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, vị trí xây dựng cầu Phó Sinh cạnh đền thuộc km số 94, cách nút IC9 khoảng 1 km. Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Vĩnh Thuận đi Gò Vao bắt đầu từ đường quốc lộ 63 cũng sẽ giao cắt với tuyến nối đường cao tốc. Cùng một thời gian có hai dự án đường giao thông đang được triển khai xây dựng, thì một trong hai năm tới chúng ta sẽ nhận định câu nói là đường về huyện Vĩnh Thuận không còn xa xôi nữa. Lúc đó các phương tiện giao thông đi huyện Hồng Dân hay huyện Gò Vao hoặc đến thành phố Cần Thơ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Quan sát trên công trường, đảm nhận thi công đường cao tốc, vị trí này là công ty xây dựng Thi Sơn. Cây cầu sẽ được bắc qua dòng kênh sáng Phó Sinh cạnh đền cũng như đường lộ bê tông hai bên bờ. Các địa danh này đã gắn liền với cuộc sống bà con huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Quy mô xây dựng cầu Phó Sinh cạnh đền dài 10 nhịp được xây dựng bằng bê tông cốt thép và sử dụng dầm super T, mặt cầu rộng 4 làn xe ô tô. Bà con sinh sống ở hai xã Phong Đông và xã Vĩnh Phong sẽ bắt gặp công trình đang thi công. Tính đến giữa tháng 11 năm 2024, nhà thầu đã xây dựng hoàn thành được 5 trụ, đang tiếp tục xây dựng các trụ còn lại. Dự kiến trong tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành tất cả các trụ cầu. Đường cao tốc đoạn Hậu Giang đi Cà Mau, các nhà thầu xây dựng có tiến độ chậm hơn một xíu so với đoạn Cần Thơ Hậu Giang. Đây là một trong 127 cây cầu sẽ được xây dựng trên đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Tại địa phận tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng 7 cây cầu. Chúng ta quan sát sẽ thấy xà lan chở vật liệu cát phục vụ cho đường cao tốc đậu tấp nập trên dòng kênh Phó Sinh cạnh đền. Để xây dựng một con đường cao tốc phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Về phần đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép sử dụng cát biển để đắp nền đường cao tốc. Chúng ta nhìn thấy trên nền đường có một số đoạn đang được nhà thầu triển khai đắp lớp đá nền đường, quy mô mặt đường sẽ rộng 17m với 4 làn xe ô tô. Tất cả đoạn đường cao tốc đi qua các địa phương đã và đang được gia tải nền đường giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dự án xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau có chiều dài 110 km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Khởi công tháng 1 năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Đây là một đoạn cao tốc CT01 cuối cùng đang được xây dựng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường đi qua 5 tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Dự án có điểm đầu tại nút IC2 quận Cái Răng thành phố Cần Thơ, điểm cuối kết nối đường xuyên Á. Đường cao tốc có tổng vốn đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được phân thành hai dự án thành phần, đoạn Cần Thơ Hậu Giang dài 37 km và đoạn Hậu Giang Cà Mau dài 73 km. Tiếp tục video, chúng ta xem toàn cảnh đường cao tốc đi qua huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang.